Bà cõng ra đây có sợ bị lạnh không bà? Lúc nãy thím cõng xuống. Thím cõng xuống. Thật sự là không có nhìn thấy đâu. Mỗi lần lên đây là Khâm cũng muốn là làm sao là Khâm nhìn em bé một chút đấy. Nói là mình rất là thương em này đấy. Ôi ngoan nhá, ngoan nhá. Tối không khóc, không nhiễu gì đâu, cái gì bà? Thế tốt rồi. Cũng phải nói thật sự là rất là thương em luôn đấy. Không biết là động viên thế nào rồi. Thôi là bà cố gắng nhá. Bà cũng yếu các bác. Bà vừa có đi viện về. Đấy. Thì là bây giờ là nhà em Thăng là đang triển khai để mà xây nhà. Thì ngày hôm nay là bà cũng ra ngó ngàng cùng thôi. Bà cũng không có sức khỏe làm rồi các bác ạ. Đấy. Có lẽ là ở đây lạnh quá thì bà với Cún cũng về nhà bà. Ở đây là công việc mọi người anh em khác chu toàn thôi. Bà yên tâm. Thăng nó tự triển khai. Đấy. Hôm nay là mọi người đào xong cái nền rồi, đang làm nốt những cái công việc này thôi. Bây giờ là mọi người tối nay nấu cơm cho các anh em ăn ở đâu bác? Ăn ở cái nhà. Ăn ở cái nhà Thăng chật hẹp này á. Thế bây giờ tối nay làm sao mà ngồi vừa đấy? Thăng ngồi sang bên nhà bọn ăn trước, bọn ăn sau. Bọn ăn trước, bọn ăn sau á? Có lẽ là có mượn nhà chú hàng xóm được không? Điều mà. Bởi vì là ăn trước ăn sau thành ra là cũng không ai không vui lắm nhỉ anh nhỉ? Phải đông vui một tí. Đấy. Anh em cùng nhau. Đúng rồi. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Buổi chiều ngày hôm nay hiện tại là Khâm đồng hành với lại anh Duy bên kênh Duy Liễu TV đấy. Video trước các bác cũng biết rồi là anh Duy đang lên triển khai chương trình nhà cửa ở đây cho em Thăng rồi. Đấy, thì ngày hôm nay là cũng lên đây, đường xá cũng phải nói là xa, anh em muốn phải nán lại một chút để tâm sự nhiều hơn rồi là xem hôm nay là nhà Thăng chuẩn bị cái gì cho các anh em hàng xóm đến ăn và xem một cái nhà của em Thăng chật như thế. Nãy Khâm cũng có hỏi bác đấy là tối nay sẽ ngồi ở đâu ăn cơm. Chắc có lẽ là cũng bác phải mượn một gian nhà của chú hàng xóm nhỉ. Để mà tối nay nghe mọi người ăn cơm. Mọi người đang nấu cơm rồi đúng không anh? Nấu cơm à, anh em mình ghé thêm một chút nhỉ. Ôi dồi ôi, mấy em bé này không có dép ạ? Đây là con nhà Thăng đây. À con Thăng đúng không? Sao cởi quần thế nào? Đi về ôi, lạnh. Ôi dồi ôi, lạnh quá. Bố đi thật sự là anh ạ, không có bàn tay người mẹ thì các con thật sự là những cái nhỏ nhỏ như quần này dép này cũng ít được quan tâm. Đang rơi vào một hoàn cảnh rất là éo le đấy. Dạ. Giờ mẹ như thế, bận tập bận, còn bận mất rồi con cái vậy. Giờ là mọi trọng trách là đang phải đổ lên đầu Thăng. Dạ. Không là bây giờ lại tiền đất tiền đai nữa. Đúng rồi, như video trước các bác biết đấy. Được sự trợ duyên thì cũng đã xây được một căn nhà hỗ trợ em Thăng. Vâng. Góp được một phần nào gọi là xoa dịu đi nỗi đau của gia đình. Đúng rồi ạ. Cũng rất là cảm ơn anh Duy đã làm cái cầu nối thật là vững chãi để mà em Thăng có được ngày hôm nay thôi. Đấy, ví dụ như những cái nhỏ nhặt và những cái đơn giản nhất của ngày hôm nay là bữa ăn, mua thức ăn cho anh em hàng xóm đến ăn thôi mà em ấy cũng không thể nào mà lo được đúng không anh? Thì là anh Duy cũng trích quỹ đấy. Quỹ này chắc là vào cái quỹ 75 triệu kia luôn hả anh? Không, quỹ này là quỹ riêng của anh. Do bác Vĩnh bác ấy cho kênh. Xin chào vợ anh Duy, vợ anh Duy xinh quá. Rồi anh Duy là Liễu luôn đúng không ạ? Em đang nấu thức ăn. Mình nấu ở bên này ạ. Em nấu đây này. Rất đảm đang các bạn. Thịt gà đã. Không có ai. Không sao, không có ai hết vậy. Sao không có ai về hỗ trợ hết vậy? Bây giờ gia chủ không ở đây thì làm sao mà? Bây giờ phải đúng rồi. Bây giờ là mình nấu những món gì có cần em hỗ trợ không? Ở trên này thì mọi người vẫn chả biết là nồi niêu ở đâu nữa. Canh cũng nấu rồi đúng không ạ? Bên là mèn mén à? Thế còn bên này? Ồ đây cơm rồi. Cơm thì ít thôi, mèn mén chủ yếu ở đây họ ăn mèn mén thôi. Đây nồi mèn mén đây. Đặc sản của Hà Giang đây này. Canh rau cải. Canh rau cải với mèn mén nói em vừa mua thịt gà. Em mua thịt gà mà bảo là bây giờ là không biết nấu vào đâu đúng không? Không có gia vị gì nhỉ? Đặt, không có sao. Phải nói là không có gừng, không có, không mình biết không bên chủ nhà cũng biết là mà chủ nhà hôm nay lại không đến chuẩn bị cùng. Hay là
hay là gọi thang bảo gọi thang lên về ấy nhỉ, gọi một người về mà hỗ trợ cùng, hoặc là gọi để anh chạy ra gọi xem là gọi lại sập nguồn có cái gì. Đây, ok, em không biết nước ở đâu ấy, nước cũng không biết ở đâu đúng không? Em bảo là để rửa cái chảo để em xào ấy. Dạ. Có bếp ga nấu dễ có hơn. Bếp ga đúng không? Nhưng mà anh thấy có nồi bên đấy không? Ở mấy cái nồi kia là không có cái gì luôn ạ. Nồi đấy á? Nồi đấy em xem cái nồi đấy. Nhưng mà nếu mà vào cái nồi đấy nó bé không? Đấy, cái nồi đấy anh nghĩ là nước gì đấy? Nước không, nước để mình rửa ấy. À. Rửa ấy. Không, em chưa tìm thấy nước. Xem nào, nước cái nồi này thì chắc có lẽ là sẽ vừa. Và nước rửa để mà dân nọ rất là nhiều nên là mình phải nấu nhiều. Họ đói, mình đi làm về mệt họ đói. Vâng. Nước này là để đun để làm gì đây? Chắc là đun để uống. Hay là cho vào kia rửa tạm nhỉ? Cái thịt đá này thường thường là em muốn rửa cái chảo. Thịt này thì tí nữa rửa qua. Thịt vẫn phải rửa qua một chút. Rửa qua nước ấm đi. Hôm nay thì phải nói là một đầu bếp đến hỗ trợ em Thăng rất là nhiệt tình, nhưng mà không có ai đến hỗ trợ cùng. Mình không phải gia chủ nên mình không biết là ở đâu có nước đúng không? Ở đây có gừng ở đây này đấy. Nước ở đâu? Nhưng mà nước ở đâu? Đê, đê nhó tử. Đê á? Nước ở đâu nhỉ? Chà chú nhá. Ở đây có nước không chú? Nước ở cái nhà phải sang bên kia à chú? Đâu ạ? Đây để em hỗ trợ. Thế là hôm nay là chúng mình đứng bếp. Ok. Mọi người bận, ôi mọi người đến từ sớm rồi anh ạ. Có lẽ là qua cái nuôi đây không về à? Không có à? Đây con. Đây cháu không nhìn thấy cái tách nước đây luôn đấy. Ở đâu ạ? Ở ngoài này anh. À đây. Ngoài này. Ủa nhưng mà nước ở đây nó sẽ chảy xuống hết đường à chú? Nó vâng. Chảy không? Có. Rau này là lấy về cho lợn hay là gì? Cho bò. Cho bò à? Hết nước rồi Liễu ơi. Bé. Bị hết nước rồi. Nước à? Nó kia kìa. Hết nước rồi. Đi sang bên kia đi anh ấy. Bên này có à chú? Có. Ấy không đi đâu là không cũng thích tiết mục là nấu nướng thôi. Từ bên A Lúa thì thực sự là cũng những món là cũng chỉ là rau cải mới lại thịt gà thôi các bác. Ngày hôm nay là em Thăng thì nhưng mà cái bể nước chắc họ cũng không khóa đâu nhỉ. Ở đây anh ạ. Có đúng không? Nấu vào cái nồi này chắc là vừa luôn rồi. Cái tét nước này nhưng mà ở trong này cơ. Được. Cái tét nước này có dây đây. À họ lại dẫn trực tiếp vào trong này à? Mở đây được. Không phải nhà mình nên là mình không biết. Hơi tự nhiên các bác ạ. À, ok. Sao đục thế nhỉ? Nước này không được dâm thì nước này không được sạch lắm anh nhỉ. Nước này trên đồi xuống, bởi vì là ở cái chỗ mình lấy xuống nó là đáy luôn rồi. Thường thường ở trên đồi xuống là đất, nó xuống theo mà. Làm một lúc mình đấy. Mai vợ chồng em cũng phải hỗ trợ Thăng mua một cuộn dây nước. Bởi vì dẫn nước vào đấy. Kéo cũng xa ấy. Vâng. Chị sinh năm bao nhiêu? Em năm 99 thôi. Ồ, trẻ thế. Thế thì làm em rồi. Làm em thôi.
Các bác ở đây chỉ có rau cải thôi, mùa nào cũng liên tục là rau cải. Ăn với bẩn mén thôi. Và hôm nay anh Duy có đi mua được thêm thức ăn về cho em Thăng thì cũng chỉ là món gà đông lạnh các bác. Ở đây không biết là không có cái gì để rửa hết. Cái nồi đun bếp thì không thể nào mà tránh được cái việc đen đen như này cả. Lẽ là rửa qua như này tí nữa mình đun lên là nước nóng rồi rửa qua một lượt nữa là khác sạch thôi mọi người. Không vừa cùng bạn Liễu đi rửa cái nồi các bác. Ở đây thì là hình như anh Duy ở bên kia có bếp ga đúng không? Ừ, hình như bên kia có bếp ga. Hay là mình cái này sang nấu bếp ga cho nó sạch nhỉ? Mang sang bếp ga nhỉ? Cái này đổ để đun nước thôi. Đun nước đi. Sự đi rất sang là đây bụi. Đi. Đấy. Đi sang đây anh Khâm ơi. Rất là bụi. Ở đây thì là mọi người đã chuẩn bị là xong hết rồi. Đấy. Bây giờ là vào thời điểm là 4 giờ kém của anh chị ạ. Thì là tí nữa là mọi người đi cắt cỏ về thì anh Khâm ơi, bên này có chảo to này. Ôi thế mà mình cứ đi rửa hết mình đi tất rửa cả hết, mọi thứ các cái nồi. Là... thôi nhưng mà thôi rửa rồi thôi, cái này cho mới vẫn được. Cái này mới vẫn được mà. Ở đây thì chắc là những món quà này là mới. Món quà này của các cô gửi nè. Của vợ chồng anh Duy mang lên à? Không ạ, cái này của cô Ngân. À cô Ngân này. Cô Ngân ấy. Đấy, phải nói. Gửi lên. Rất là hôm nay cô Ngân cũng gửi cho Thăng một cái chăn. À. Lần nào lên là cô Ngân cũng quà. Ui em bé này. Ui em bé bên này. Đặt vào trong một tí em bé này. Thứ lắm. Đặt ngoài. Anh cầm tay anh sạch. Anh cho em bé xong đắp chăn cho em bé đi. Nhưng mà anh sợ em thức lắm. Không sợ, em bé ngoan lắm. Không sợ đâu, em bé ngoan lắm. Em bé ngoài trong một xíu. Đệ mẹ cũng được các cô mua. Ui nhớ bếp không hơn. Ồ ngoan, ngoan quá. Cái mũ của em ra rồi. Cái mũ của em ra ngoài rồi. Anh dậy rồi kìa đấy. Đấy. Nó chứ là còn ui anh Khâm ơi, cái này nó cũng xa không lên ấy. Cái đấy chắc là khóa bình ga rồi. Mở rồi. Cái này hết ga. À lên rồi. Ồ ngoan nhỉ. Có lẽ là em dậy rồi. Em đói rồi. Ngoan đấy, ngoan lắm đấy. Ngoan nhỉ, không khóc. Không khóc một tí nào luôn. Rất là thương em. Sáng nay em ở cả buổi sáng với bé ngoan lắm. Đây, đắp chăn vào cho ấm nha. Đấy. Em bé dậy rồi bà ạ. Vâng ạ. Em bé dậy rồi. Không khóc đâu mà bà ạ, ngoan lắm. Thật sự là rất là ngoan. À, ngoan đấy, ngoan đấy. Đấy, 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 cứ nhìn đấy, đấy. À, ơi. À, không khóc, không khóc, không khóc. Bà đi đâu vậy? Bà đi này. Bà cũng ốm nên là... Thật sự là... Bà bị khá là nặng rồi đấy. Bà vừa đi viện về cơ mà. Vâng. Đấy. Hiện tại thì em Thăng là bận rộn công việc gia đình thì bà nội sẽ là người duy nhất hỗ trợ để chăm cháu thôi. Rất là thương em bé thôi các bác. Đấy. Phải nói là con rất là ngoan này. Con không có là khóc quấy luôn. Đấy. Ê, ngoan chưa? Không khóc nhá. Không khóc luôn. Lẽ ra là đang ngủ các bác. Không thấy là ngủ ngoài quá. Ngoài quá hay là đang bảo là chỉnh con vào trong một chút. Rồi là đắp chăn cho ấm ấm. Con gái cô Liễu đấy. Đấy cô Liễu à. Thương gì? Thật sự là rất đấy là cháu ký đũa. Thương yêu em luôn. Em bé dậy rồi bà ạ. Kế nó không khóc được. Ngoan nhờ bà nhờ. Ngoan như thế là được rồi. Là anh em mình cũng ghi hình ít thôi. Em bé cứ ngoan như thế là được rồi. Đây hôm nay đầu bếp Liễu. À, vào bếp. Hiện tại chỉ còn món gà nữa thôi nhỉ em nhỉ. Món gà luôn ạ, các cô chuẩn bị hết rồi ạ.
người nãy bà cũng bảo, bà bảo là ấy đấy đấy khóc rồi. Bà bảo là hôm nay mọi người vào hộ nhiều quá thì bà không có tiền mua thức ăn để cảm ơn mọi người. Vâng. Nên là thế là vợ chồng trích quỹ của bác Vĩnh gửi thì đi mua một chút thức ăn thôi để hỗ trợ mọi người. Mọi người hôm nay nhiệt tình lắm anh Thâm ạ. Đúng rồi, bà con ở xóm có một cái tình rất là đoàn kết. Ngoan ngoan, cầu cứu cô Liễu nào, cô Liễu ơi. Tay cô Liễu đang bẩn rồi, chết rồi, bây giờ đi rửa tay đã. Gọi bà. À bà đâu nhỉ? Bà đang xa. Em bé tí bé tẹo này, ngoan. Rất là thương luôn. Bà đang thu nước à? Rồi, đây, ngoan. Rồi, ôi, gọi bà về cứu nào. Đây, cô Liễu bé. Cô Liễu bé nhá, cô Liễu bé con nhá. Bà đang bận tay, em bé. Địa hình này thì nó rất lập chậm nên là phải là tránh nhau. Cái căn nhà của em Thăng nó thực sự cũng như là một cái túp lều thôi. Chắp vá vào này là rất là chật hẹp. Đấy. Cũng may là cô bác ấy bà đây rồi. Thời gian qua à, đây. Quan tâm và ủng hộ. Bà ấy đói rồi bà. Nhà có thêm những cái vận dụng rất là mới. À không. Những cái rất là tiện ích trong cái mùa đông này. Đấy. À không, đợi chờ bà một tí nhá. Chờ ba một tí. Người ta đây này. Đây này. Đây này. Méo rồi. À không, à được rồi. Thương con. Ngoan. Bây giờ là có món gà này nữa thôi các bác. Hôm vừa rồi anh em mình vào là cũng chưa có cái bếp ga này. Đấy. Một món quà nữa cho gia đình em Thăng sử dụng rất là tiện lợi, đỡ phải vất vả trong cái quá trình nấu nướng đấy. Bà vừa đi một lúc là cháu dậy rồi, tại chú Khâm giờ thấy ngủ ở ngoài này. Đang mở bế vào trong này một xíu để cho đắp cái chăn vào cho con ấm dậy luôn đấy. Người ta đang dặn đây, người ta đánh đá. Đánh đá đúng không? Đói, khát rồi, đói rồi. Bây giờ ấy. Đói à, rồi, đói rồi. Bà có nước ấm bà? Có à, cái máu bà? Dạ. Bà chẳng có cái bình đi bà. Bà lắc cái bình đi tí nữa. Sợ cái bình ấy. Hôm nọ có cái cô gửi cho, có nhiều bình. Có nhiều bình ở trong hộp với bà, hộp sữa ấy. Đây một bình. Ôi đói rồi, đói rồi. À chờ chứ, bình tĩnh chứ. Bình tĩnh lại nhá. Chờ. Chắc là đang đói quá. Chờ nhá. Chờ một tí nhá. Bà đang lấy cho con mà. Bé là được hơn một tháng rồi đấy nhỉ? À, bà đây. Được hơn một tháng. Bà chuẩn bị một cái ấu nước nguội ở đây. À, được rồi. Có à, nước nguội ở đây không bà? Nước đun sôi để nguội ấy. Chờ nha, bình tĩnh thì bà mới pha được chứ. Có làm sao dối bà pha được. Kêu làm sao bà pha được. Chờ chứ. Chờ một tí chứ. Đánh đá có cả. Đây cái ống nước này phải nước sôi không ạ? Chưa biết được. Ông này đúng rồi. Ông này có nước ấm để nguội. Bà phải để một cái nước. Này có nước ấm, nước này. Một ấu nước ấm để nguội. Cái đấy rượu hay sao? Rượu phải không? Rượu. Có một ấu nước ấm để nguội khi mà pha mình mới nhanh được. Bây giờ mình thổi rất là chậm luôn. Mấy cái máy sưởi hôm nọ dùng được không bác? Có. Để xa ra bà nhá. Đúng rồi, để xa ra em bé. Cô ra em bé lắm. Hôm nọ anh cũng dặn mà. Toàn để dưới đất này. Nó cũng trên máy thử. Vì buổi tối rất là lạnh luôn. Anh bảo thì ok, anh sẽ thay em làm đầu bếp.
rất là ngoan nhỉ. Cái này em cho gừng vào chưa nhỉ? Em cho gừng ạ. Đây không có nghệ nên là không. Mình cũng chỉ nấu đơn giản thôi. Có gừng thì là thơm rồi. Hôm nọ bên ăn lúa còn phải nói là khi mà biết đến cái hoàn cảnh thì đa phần là rất là nhiều người thương và muốn ủng hộ luôn ấy. Mẹ em quần áo của trẻ con em ấy, mẹ em cũng giặt sạch xong mà gớt này, mẹ em cho cả cái màu nữa. Tốt quá. Khi mà đi vào thì mang vào cho. Mọi người hỗ trợ được phần nào hay phần nấy. Thật sự là những cái món quà dù là nhỏ của tất cả cô bác anh chị thì mà khi mà trụm lại thì nó là thành những cái món quà rất là ý nghĩa và thiết thực cho gia đình của em Thăng luôn các bác ạ. Bây giờ thì rồi những cái khó khăn nó cũng sẽ trôi qua thôi các bác. Khi mà video trước các bác thấy là nhà cũng đã khởi công rồi. Anh em thợ là làm sao cũng là bảo là sẽ hoàn thành được trước cái Tết Nguyên Đán này. Thì Khâm cũng hy vọng là ngoài cái sức người ra thì thời tiết cũng ủng hộ, là em Thăng sẽ mau mau là có ngôi nhà cho ba bố con với lại bà có thể ở sinh hoạt thuận tiện và an toàn nhất. Đó. Đây thì là cũng món gà là cũng sắp chín rồi các bác. Đấy. Còn những cái món khác thì là gia chủ cũng đã chuẩn bị rồi. Hôm nay là cũng như thường lệ thôi, cũng như không khác gì ăn lúa đâu. Cũng là món mèn mén này, rồi là rau cải canh này. Đấy. Rồi là có thêm món gà này nữa mà chỗ anh Duy là chuẩn bị đến cho gia đình. Đấy, thì ngày hôm nay là bây giờ là trời là cũng chốc nữa là chắc cũng là tối rồi thì anh em hàng xóm mới đến ăn thôi. Bởi vì đường xá xa thì anh em Khâm là cũng không thể nào mà lưu lại được lâu hơn. Tối anh em mình về là đường rất là xa và đường xá tối nữa không tiện lắm. Đấy, ngày hôm nay lên đây thì cũng quay ghi hình cho cô bác anh chị xem những cái bữa ăn hàng ngày và những cái công việc mà em Thăng triển khai cũng như là anh Duy chị Liễu đến hỗ trợ gia đình như thế nào cho cô bác anh chị cũng biết. Để rồi mình sẽ có một cái lộ trình làm nhà cho gia đình. Đấy thì Khâm sẽ cố gắng khi mà có những phần trợ duyên tiếp theo thì Khâm sẽ đến và ghi hình tiếp cho cô bác anh chị cùng xem. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ. Xin chào.